Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đang lục lại trong cái đống hàng của mình ra thì mình thấy có mấy cái tấm màn từ cái thời mà mình chưa có máy đóng táp các bạn. Đấy, để lâu lắm rồi. À, thì nó đang bị lỗi này. Ngày xưa mình không có máy đóng táp đâm ra không làm gì được. Bật các bạn xem nhé. Bạn thấy không ạ? Nó lên này, nó mất mất một nửa màn hình không? Đấy. Này nó sọc một cái sọc lớn như này này. Đồng thời là có một cái sọc đứng đây các bạn ạ, có một cái sọc đứng. Thì đối với cái sọc lớn này thì nó liên quan đến táp ngang bên này, táp này hoặc là táp trên này. Đó. Bây giờ mình sẽ thử thử xem nó thuộc cái táp nào đó, mình sẽ đo xem nó về gần đến táp nào hơn thì táp đây hỏng. Như cái này mình đo này, nó sẽ về gần đây hơn này các bạn thấy không? Đó. Đấy, thì cái táp bên này là cái táp đang có vấn đề này. Đấy, các bạn thấy không? Khi mình di di này, di di nó hết này. Tức là nó bị đứt ở trong con IC này, đứt chân của IC này. Bạn thấy không? Mình biết là nó bớt này, bớt này. Đấy. Thì đây là cái táp bên này có vấn đề nha, lúc mình sẽ thay táp này. Đồng thời cái này cũng thế này. Cái này thì nó sẽ liên quan đến một trong hai cái táp này có vấn đề. Đó. Bây giờ mình cũng lại dùng cái phương pháp đo xem nó về cái gần táp nào hơn thì táp đó có sự cố nhé. Thì các bạn nhìn ở đây, chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy là ngăn cách giữa hai vế trái và vế phải có ngăn cách bởi một cái dấu chấm này không? Đấy, thì bây giờ các bạn nhìn nó nằm lệch về vế bên này không? Chứng tỏ là cái táp bên này có vấn đề nhé, có sự cố nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay luôn cả hai cái. Đầu tiên là mình sẽ giải quyết cái vấn đề là sọc đứng trước nhé, bằng cách là thay táp này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhé. Đây các bạn nhé, đây bây giờ bắt đầu để tháo cái này ra thì mình sẽ dùng máy khò khò ra nhé. Khò ra nhấc cái táp bên này ra và soi lại, kiểm tra xem kính có bị đứt gì hay không nhé. Sau khi chúng ta tháo ra rồi nhé, tháo táp ra rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta cho vào trong máy soi này, chúng ta soi lại xem là có đứt mạch hay không nhé. Trước khi chúng ta soi kính thì chúng ta phải đánh cho sạch nhé các bạn nhé. Chúng ta sử dụng bông xốp kết hợp với cả xăng thơm, chúng ta đánh cho nó sạch cái keo cũ ở trên cái kính nó đi, sau chúng ta mới cho vào máy soi cho đi hết hàng đi em. Đấy. Như vậy coi như là nó không bị đứt cái đường nào nhé các bạn nhé. Không bị đứt đường nào. Đối với trường hợp không đứt đường nào chúng ta có thể đóng táp mới hoặc là chạy nhé. Một là đóng táp mới hay táp cũ cũng được. Như đây mình có táp mới này. Mình có táp mới này. Bây giờ mình sẽ đóng táp mới luôn nhé. Táp mới chúng ta không phải đánh. Táp cũ chúng ta phải cho chúng ta đánh. Táp mới thì tỷ lệ đóng và thành công gần như là 100% các bạn nhé. Giờ mình sẽ thử. Bây giờ mình sẽ tiến hành căn dao nhé. Hạ dao xuống này. Căn để đưa dao vào đúng hai cái vị trí dao này. Đó, mình đã đánh dấu dao chưa? Đấy, đây là hình dáng của con dao chưa? Đấy. Chỉnh xuống cho nó bằng đúng vị trí đấy. Đấy, bên này cũng thế này. Rồi. Sau khi chúng ta căn dao xong nhá, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta căn lên tâm. Cái tâm của cái màn hình này đưa vào giữa thạch anh. Đưa trước tiên là đưa màn hình vào giữa thạch anh ạ. Ok nha. Sau khi chúng ta căn được dao rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành này, chúng ta sẽ lấy bông, chúng ta sẽ lau phía trên phía dưới của cái màn hình và lau phía trên của dao nhé. Ta phải làm lần lượt từng bước một. Rồi bây giờ chúng ta tiến tiến hành bóc keo và đưa táp vào đây nhé các bạn. Bây giờ đến công đoạn mà chúng ta đóng táp vào, mặc dù là táp mới
nhưng mà chúng ta vẫn phải là vệ sinh lại một lượt nữa nhé, ngược vào trong kia. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng như các bạn nhé. Đây các bạn thấy nó bị đang bị lệch không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kéo cho nó vào nhé. Đây các bạn nhé, sau khi mình soi nó vào, mạch nó vào nhau hết rồi thì bây giờ mình sẽ cho mình đóng thử nhé các bạn nhé. Đóng thử. Đây nhé các bạn nhé, trên cái con máy này nó có hai chức năng. Một là chức năng đóng thử và một chức năng đóng thật. À, nếu mà chúng ta đóng thử thì chúng ta có thể sửa lại được. Nếu mà trên nay mai ví dụ đóng thử mà các cái mạch này lỗi chúng ta có thể sửa lại được. Còn đóng thật rồi là chúng ta sẽ không thử không sửa lại được nhé. Các bạn nhìn thấy ạ, đây có một số chức năng này. Ví dụ đây là đóng trên trên này, đóng trên gỗ này. Chúng ta ấn cái chức năng nào nó sẽ hiện lên trên bảng này. Đóng trên đóng thử đây. Và đây là đóng thật này. Các bạn thấy ạ? À, thì bây giờ chúng ta sẽ đóng thử nhé. Đóng thử. Đấy, đây đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đóng. Để chúng ta ấn lại này. Đấy. Sau khi chúng ta ấn lại chúng ta nhìn thấy này. Này đen đen nó bị lệch ra rất nhiều. Lệch ra. Bị chạy đấy. Trong quá trình chạy nó bị lệch ra này các bạn nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu hàn này chúng ta di kéo qua để cho nó cân bằng. Giữ màn nha. Đây như các bạn nha, khi chúng ta chỉnh nó cân bằng nhau như này rồi này. Đúng không ạ? Bạch đen và bạch trắng này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đóng thử lại lần nữa nhé. Đóng thử lại, nếu mà còn lệch thì chúng ta lại đóng lại lần nữa, còn nếu không lệch thì chúng ta chuyển sang đóng thật luôn. Sau khi mà chúng ta nó cân như này rồi chúng ta chuyển sang chức năng đóng thật nhé các bạn nhé. Đây chúng ta chuyển sang đóng trên LCD này, đóng thật này. Đấy, sau chúng ta đóng trên gỗ chúng ta sẽ bỏ ra chúng ta thử nhé các bạn nhé. Để đóng gỗ chúng ta cũng làm tương tự đóng kính nhé, chúng ta sẽ lau sạch bên dưới gỗ này, ở trên táp này và trên dao này để tránh trường hợp đóng vào mà nó gây ra vỡ kính nhé các bạn nhé. Vỡ Thạch Anh ấy là mấy triệu mà Thạch Anh nó thay là rất là phức tạp luôn. Sau khi xong chúng ta tiến hành chúng ta bỏ ra chúng ta kiểm tra lại xem nó có hết đi sọc đấy chưa nhé các bạn nhé. Sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý là cái tắp tay. Đây nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật lên để kiểm tra lại cái sọc dọc xem nó hết hay chưa nhé. Bạn thấy họ lên chữ Asanjo đúng không? Đấy. Hiện nay là cái sọc dọc của chúng ta là thấy nó không xuất hiện nữa này. Đúng không? Lúc này chúng ta chỉ còn những cái sọc ngang này thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xử lý cái sọc ngang này nữa là xong nhé các bạn nhé. Bây giờ sẽ ra xử lý sọc ngang. Đây là quá trình đang tháo tắp tai nhé các bạn nhé. Tháo tắp tai xử lý nốt cái bên tai. Để chúng ta cho vào đây chúng ta soi lại nhé, bởi vì những cái mà sọc lớn như thế này thì thường thường là phải kiểm tra lại xem là nó còn bị chập gì ở trong kính hay không nhé, đứt mạch kính không. Đấy, chứ không có mất công. Đây nha các bạn nhé, ở ngay cái đoạn này chúng ta có một cái đường chỉ rất là nhỏ nó đang bị mờ đi này, tức là bị nước vào ấy. Tuy nhiên nó vẫn còn ba cái đường bên cạnh, đâm ra đóng vẫn ăn. Đấy, chúng ta sẽ kéo sang tiếp xem là nó còn vị trí nào nữa hay không. Nếu trường hợp mà không còn thì chúng ta đóng vào là 100% ăn. Còn nếu mà vẫn còn mà nó đứt đứt sâu trên kính thì chúng ta lắp vào sẽ không ăn đâu nhé. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ đứt đúng một điểm thôi các bạn ạ. Đứt đúng một điểm thôi. Vậy chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đóng vào nhé. Đây mình sẽ tiến hành mình đính cái táp tai vào nhé các bạn nhé. Chỉ được anh em thôi nhé. Không phải 100%. Có giữ tay ngoài kia. Đây các bạn nhé. Sau khi chúng ta đóng lại táp này, đóng lại cái táp bên này này, tâm mới này,
Và cái tab này mới này, cái tab này với cái tab này thì nó không trùng nhau đâu nhé các bạn nhé. Đây, tab mới này không trùng nhau nhưng mà đóng được cho nhau. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử nhé. Đấy các bạn thấy không ạ, hiện nay lên chữ Asanzo rồi. Đấy các bạn thấy không, hình ảnh đẹp bình thường nhé, không bị sọc xếp gì. Còn lem ảnh hay không nó liên quan đến cái đèn nó khác nhau, nó không trùng nên nó lem thôi. Đây bạn thấy không? Lên hình ảnh bình thường rồi này, không bị sọc nữa. Đấy. Đấy, chúng ta chạm tay vào này, đó. Không thấy nó bị sọc nữa là ok nhé. Này cũng thế này, rồi như vậy là xong, chúc các bạn làm thành công nhé.